Đêm dài thâm thẳm, đối với người mất ngủ, đường dài xa xăm. Đối với kẻ mỏi chân, và đối với người sống trong lầm mê, không hiểu rõ được chánh pháp là gì. Vậy thì suốt cuộc đời của họ sẽ chỉ toàn là khổ đau, bất hạnh. Love.